trầm trồ trước nước Đức, quốc gia thích khỏa thân nơi công cộng vì chủ nghĩa giải phóng cơ thể. Cách Việt Nam 9.323 km, Đức là một quốc gia Trung Âu có lịch sử bạo lực nhất so với bất kỳ quốc gia châu Âu nào, khi đã tham gia đủ cả hai cuộc chiến tranh Thế giới thứ nhất và thứ hai. Sau thất bại trong chiến tranh Thế giới thứ nhất năm 1918, quốc gia này đã thành lập nền dân chủ đầu tiên tồn tại cho đến năm 1933 và sự trỗi dậy của Đức Quốc xã. Thời kỳ hùng mạnh của Đức Quốc xã kết thúc sau thất bại trước Anh, Pháp, Mỹ và Liên Xô năm 1945, dẫn đến 3 năm nước Đức bị chia năm xẻ bảy bởi các cường quốc chiến thắng. Cụ thể, Pháp, Anh, Mỹ cai quản ở phía Tây nước Đức cho phép thành lập Liên bang Đức, trong khi ở phía Đông thuộc quyền kiểm soát của Liên Xô lại được đổi thành Cộng hòa Dân chủ Đức. Kết quả là Đức trở thành tiền tuyến trong chiến tranh lạnh và bức tường Berlin chính là lời nhắc nhở hàng ngày về nước Đức bị chia cắt. Lịch sử bị chia cắt đã khiến nền kinh tế của nước Đức bị trì trệ, trở thành vùng trũng ở châu Âu. Nhưng theo thời gian, đến thời điểm hiện tại, quốc gia này đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành nền kinh tế đứng thứ tư trên thế giới, đứng đầu EU và là một trong ba cường quốc xuất khẩu của thế giới. Đức cũng nổi tiếng là quốc gia của những lâu đài cổ tích hay được mệnh danh là quốc gia nông thôn bởi những thành phố xa hoa bậc nhất nhưng lúc nào cũng vắng vẻ, điều hưu, trong khi nông thôn lại có nhịp sống nhộn nhịp, hối hả một cách kỳ lạ. Những nét độc đáo trong văn hóa của người Đức cũng làm thế giới phải trầm trồ khi khỏa thân nơi công cộng trở thành sở thích của họ, xuất phát từ một phong trào hay chủ nghĩa giải phóng cơ thể. Những ngôi nhà ở Đức thì không bao giờ mở cửa sổ hay mọi người phải tuyệt đối yên tĩnh vào ngày Chủ nhật. Và còn có những điều thú vị nào về nước Đức nữa? Anh em hãy cùng khám phá tiếp với Mật mã địa lý nhé! Một, những công trình độc lạ có 102. Nói chuyện về nước Đức mà không kể về Media Harbor, nơi quy tụ của nhiều công trình kiến trúc độc nhất vô nhị tại thành phố Düsseldorf thì quả là thiếu sót. Thậm chí, nơi đây từng trở thành khu triển lãm các công trình kiến trúc không đụng hàng trên toàn thế giới. Điểm nhấn của khu Media Harbor là tổ hợp 3 tòa nhà độc đáo mang tên Neuer Schönhof do kiến trúc sư người Mỹ nổi tiếng là Franz Owen Jarry thiết kế. Mỗi tòa nhà được dùng một loại vật liệu ngoại thất riêng nhưng đều có vẻ ngoài bị biến dạng, vặn vẹo với vô số góc cạnh. Mặc dù vậy, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ có cảm giác cả ba tòa nhà đang lồng ghép vào nhau một cách kỳ ảo bởi chính xác các mắt xích vặn vẹo trong thiết kế. Tòa nhà đầu tiên trong tổ hợp được gọi là Schönhof Kerbel A, xây dựng năm 1996 đến năm 1999 thì khánh thành, gồm 11 tầng. Tòa nhà văn phòng này sử dụng vật liệu là những tấm bê tông đúc sẵn và đường sơn màu đỏ thẫm. Đó là những khối nhà không đồng nhất về chiều cao, dính liền với nhau trở thành một chùm và có những góc vát rất ngẫu hứng. Tòa nhà ở giữa mang tên Schönhof Kerbel B gồm 7 tầng, được hoàn thành vào năm 1998 với vật liệu chính là những tấm kim loại không rỉ sáng loáng, phản chiếu hình ảnh của hai tòa nhà bên cạnh. Ngoài ra, công trình này còn gây ấn tượng mạnh bởi hình dáng như những con sóng đang cuộn trào và các ô cửa sổ được bố trí lồi lõm hẳn ra ngoài một cách cứng nhắc, đối chọi với vẻ uyển chuyển của toàn bộ ngôi nhà. Tòa cuối cùng trong tổ hợp là Schönhof Kerbel C với 12 tầng và là tòa nhà nổi bật nhất trong bộ ba vì đường sơn bên ngoài màu trắng. Nhìn từ xa, công trình này như thể bị nghiêng, nhưng thực chất đó chỉ là do ảo giác từ những cửa sổ không bố trí theo trục thẳng đứng và hình dáng vặn vẹo của tòa nhà tạo ra. Schönhof Kerbel C được khánh thành vào thời điểm ngay trước lễ chuyển giao thiên niên kỷ năm 2000 cùng với hai tòa nhà cạnh đó. Chúng trở thành biểu tượng mới của Düsseldorf. 2. Bóng đá là một loại tín ngưỡng. Khi được hỏi nước Đức có gì nổi tiếng, một trong những điều đầu tiên được nhắc đến là nền bóng đá phát triển rực rỡ, cùng 4 lần đăng quang ngôi vô địch World Cup năm 1954, năm 1974 và 1990 và năm 2014. Phong độ cực kỳ vững chãi, lối chơi ổn định và đặc biệt là tính nghiêm khắc, kỷ luật của các cầu thủ trong đội tuyển quốc gia giúp bóng đá Đức luôn nằm ở đỉnh cao của thế giới. Môn thể thao vua này được nhiều người hâm mộ và yêu thích và dường như trở thành một thứ tôn giáo thu hút cả người già lẫn trẻ nhỏ. Thậm chí, đến cả nữ thủ tướng Đức Angela Dorothy Merkel cũng là một fan của bộ môn túc cầu. Những cỗ xe tăng Đức từng oanh tạc thế giới và luôn nằm trong top những ứng viên vô địch mỗi lần giải bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh. Mặc dù trong những năm gần đây, phong độ của đội tuyển Đức đang cho thấy những dấu hiệu đi xuống với thành tích bết bát hai lần liên tiếp bị loại từ vòng bảng trong một kỳ World Cup. Nhưng bóng đá Đức vẫn là một thế lực đáng gờm trên bản đồ bóng đá thế giới.
Người Đức yêu bóng đá từ trong tiềm thức khiến các giải quốc nội cũng trở nên căng thẳng với tính cạnh tranh khốc liệt. Ở Đức, bóng đá không chỉ là câu chuyện trên sân cỏ mà còn là trở thành chủ đề bàn tán trong mỗi bữa cơm gia đình, những lễ hội và đưa cả vào các trường học, ảnh hưởng sâu sắc tới lối sống, văn hóa của người Đức. 3. Ngày Chủ nhật tĩnh lặng hoàn toàn. Nếu như ở Việt Nam hay hầu hết các quốc gia khác, Chủ nhật thường được tận dụng để đi chơi, mua sắm, gặp gỡ bạn bè. Nhưng ở Đức lại không như thế, bởi vào ngày Chủ nhật, trừ nhà thờ ra thì mọi thứ đều phải đóng cửa. Đây không phải là thói quen của số ít người mà là quy định bắt buộc phải thực hiện. Không mua sắm, không tụ tập ăn chơi, không tân trang nhà cửa, ngay cả việc khoan tường cũng là bất hợp pháp. Phải, đó chính là một ngày Chủ nhật tĩnh lặng hoàn toàn ở Đức. Đối với họ, ngày Chủ nhật chỉ để vui chơi thỏa thích mà thôi. 4. Thói quen khỏa thân nơi công cộng. Với người Đức, khỏa thân ở công viên, bãi biển, phòng tắm sông hơi hay bể bơi, vân vân đều là điều hoàn toàn bình thường. Họ còn xem hành động này là một nét văn hóa truyền thống, đặt tên là FKK, viết tắt của cụm từ Freskaperkutu, mang ý nghĩa là văn hóa giải phóng cơ thể. Năm 2023, có khoảng 600.000 người Đức đăng ký tham gia câu lạc bộ ở 300 khu khỏa thân riêng biệt. Những thành viên đến câu lạc bộ được tắm nắng, đi dạo hoặc chạy bộ ở những vùng quê mà không cần mặc quần áo. Niềm đam mê khỏa thân nơi công cộng của người Đức không phải bây giờ mới có, mà nó đã được bắt nguồn từ thế kỷ thứ 19. Trong khi nhiều nơi ở châu Âu vẫn thịnh hành mốt mặc váy ngắn đến mắt cá chân, ở Đức đã có cho mình những bãi biển khỏa thân đầu tiên ở Schiller. Nhưng dưới thời Đức Quốc xã, loại hình văn hóa này được kiểm soát rất nghiêm ngặt, dưới những luật lệ và bị cho là hành vi vô đạo đức và là nơi sản sinh ra chủ nghĩa Marx và người đồng tính. Đến năm 1942, những luật lệ này đã có phần mềm mỏng và được nhận sự ủng hộ, hưởng ứng từ hai miền Đông Tây. Thậm chí khi chiến tranh xảy ra, niềm đam mê khỏa thân ở trong lòng người Đức vẫn không hề mai một. Trong bối cảnh đất nước Đức bị phân chia, nhưng nhiều nơi ở miền Tây của nước Đức vẫn bận rộn sáng lập ra Hiệp hội Văn hóa Giải phóng Cơ thể. Ngày nay, tổ chức này là một phần trong Thế vận hội Thể thao Liên đoàn Đức và cũng trở thành thành viên lớn nhất của Liên đoàn Quốc tế Naturist. Khách du lịch quốc tế đến với Đức thường rơi vào trạng thái sốc văn hóa khi nhìn thấy những người Đức thoải mái khỏa thân ở trên những bãi biển hay công viên. Những khu vực này thường sẽ không có phòng thay đồ, nên việc cởi đồ sẽ diễn ra ngay giữa thành thiên bạch nhật và không người Đức nào bị xúc phạm vì hành động này. Thậm chí họ luôn vui vẻ chào đón những thành viên mới lần đầu. Vì vậy, muốn khỏa thân ở Đức không khó. Chỉ cần vào những khu vực khỏa thân miễn phí của câu lạc bộ FKK và lột bỏ hết quần áo trên người là xong. Nếu anh em nào ngại ngùng không cởi thì ngay lập tức sẽ bị những người quản lý nhắc nhở. 5. Mày bán vé hoạt động mại dâm là có thật. Từ lâu, nước Đức là quốc gia đi tiên phong về hợp pháp hóa ngành mại dâm cũng như cung cấp các thủ tục giấy tờ hợp pháp về ngành nghề này. Do đó sẽ không có gì ngạc nhiên khi bạn thấy những máy bán hàng tự động bên đường, nơi gái mại dâm phải mua một vé để làm việc. Nếu không có chiếc vé làm việc này, trong lúc làm việc họ có thể bị phạt tiền hoặc bị cấm bởi cảnh sát. 6. Có hẳn một đạo luật đặt tên cho những đứa trẻ. Năm 2021, mạng xã hội được cho là một fan cười ra nước mắt với câu chuyện đặt tên cho con của một cặp vợ chồng nọ. Theo đó, người chồng là fan cứng của truyện Doraemon nên đã bàn với vợ đăng ký khai sinh tên cho đứa con sắp chào đời là Đỗ Raymond. Chị vợ đương nhiên không đồng ý, khiến hai vợ chồng xảy ra cự cãi. Nhắm không khuất phục được vợ, người chồng đành dỗi nhà bỏ nhà ra đi. Điều này để thấy rằng việc đặt tên cho con ở Việt Nam và một số quốc gia khác là một việc vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, cũng giống như ở Argentina, cấm đặt tên con là Messi, thì người Đức cũng có hẳn một giáo luật hướng dẫn đặt tên cho những đứa trẻ, nên quốc gia này không phải cứ thích là được. Theo đó, pháp luật của nước Đức quy định giới tính của một người phải được thể hiện rõ ràng trong tên của họ. Vì vậy, các văn phòng đăng ký hộ tịch hoặc Standesamt, sở tư pháp tại Đức có thể từ chối cái tên mà không tuân thủ. Thủ tục làm lại tên có thể là một quá trình rất tốn kém, vì vậy đó là lý do tại sao rất nhiều phụ huynh đặt tên truyền thống như Michael và Maria. 7. Trẻ em uống bia là hợp pháp. Nước Đức là một trong những nước tiêu thụ bia nhiều nhất trên thế giới do văn hóa cũng như sự sùng bái bia của đất nước này. Đức cũng là cái nôi của những loại bia ngon nhất thế giới khi bắt đầu sản xuất thứ đồ uống này từ thế kỷ thứ 12. Và đến thời điểm hiện tại, quốc gia này đang sở hữu hơn 5.000 nhãn hiệu bia. Chính quyền nước này cũng đã quy định không cho các chất vào bia dưới mọi hình thức, chỉ được phép dùng hoa bia, đại mạch, bột lên men, nước để sản xuất.
Trong đó, hoa bia cất lên tạo ra thức uống có vị mát, hơi đắng, mùi thơm, tạo nên vị bia đặc trưng khó quên. Bên cạnh đó, làm ra những sản phẩm tinh túy, văn hóa thưởng thức của người dân nước này cũng có nhiều điều thú vị. Thông thường, họ không cho đá vào ly của mình, thay vào đó là uống bia ướp lạnh để giữ nguyên độ tinh khiết. Người Đức uống bia bất cứ thời gian nào trong ngày, trong bữa tiệc, buổi gặp mặt bạn bè, sau giờ làm việc, v.v. Pháp luật nước Đức cũng không cấm trẻ em uống bia như những quốc gia châu Á khác. Theo đó, trẻ em từ 14 tuổi ở Đức có thể uống bia, rượu nếu có sự giám hộ của cha hoặc mẹ. Đây là một trong những quy định thể hiện sự bình đẳng giữa trẻ em và người lớn ở Đức. 8. Muốn uống nước lọc ở Đức không hề dễ. Khác với bia thì có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, uống bất cứ khi nào ở Đức, thì nước lọc lại không như vậy, khi việc muốn uống nước lọc sẽ là không hề dễ dàng. Khi bạn đi ăn nhà hàng và muốn uống nước lọc thì phục vụ sẽ không đem ra cho bạn nước lọc bình thường mà sẽ là một loại nước có ga nào đấy. Người Đức không bao giờ mời khách uống nước lọc vì theo quan điểm của họ, điều đó thể hiện sự không lịch sự. Nước lọc theo định nghĩa của người Đức là ít nhất phải có sữa bọt hoặc đóng trong chai. 9. Những bến xe buýt giả. Đã từng có rất nhiều người chờ vài ngày cho một chuyến xe buýt mà vẫn không thấy xe tới. Đơn giản vì đây là những bến xe buýt giả. Chúng thường được xây xung quanh các bệnh viện và viện điều dưỡng với mục đích để lừa bệnh nhân. Cụ thể là những bệnh nhân mắc chứng bệnh Alzheimer và người thiểu năng trí tuệ. Nếu như bệnh nhân này rời khỏi nơi điều trị, thông thường khi thấy bến xe buýt, suy nghĩ đầu tiên của họ là dừng lại đó và chờ xe buýt tới đưa họ đi thật xa. Nhưng những chuyến xe sẽ không bao giờ tới cho đến khi họ được nhân viên y tế tìm thấy và thuyết phục quay trở về. 10. Thói quen nghĩ gì nói đấy. Nếu anh em có nhớ thì trong một video nói về những mặt tối ở Nhật Bản thì quốc gia này được đánh giá cao là thảo mai nhất thế giới. Thói quen của người Đức lại hoàn toàn ngược lại khi họ thường nghĩ gì nói đấy, nói một cách thẳng thắn, thô nhưng thật. Chính vì vậy, anh em nên chuẩn bị tinh thần trước khi hỏi ý kiến của người Đức vì họ không có thói quen nói giảm, nói tránh hoặc những lời nói dối ngọt ngào. Thậm chí nếu anh em không hỏi ý kiến gì cả thì vẫn có nguy cơ nhận được những lời góp ý hoặc phàn nàn trực tiếp khi bạn vô tình phạm phải luật lệ nào đó trong đất nước của họ. Nước Đức là nơi có nhiều luật lệ và một số điều luật lại bất thành văn nên khó tránh khỏi việc vô tình phạm luật trước khi biết về nó. Nếu anh em lỡ dùng máy cắt cỏ vào ngày Chủ nhật hoặc để chó cưng của mình sủa vào mọi giờ nghỉ ngơi thì hãy chuẩn bị nhận lời phàn nàn từ hàng xóm. Nếu tình hình vẫn không thay đổi, anh em có thể bị chính quyền gửi thư nhắc nhở. 11. Giơ ngón tay thối là bất hợp pháp. Giơ ngón tay thối là một hành động bất lịch sự kèm thái độ khiêu khích ở nhiều quốc gia, trong đó có Đức. Tuy nhiên, khác với phần còn lại của thế giới, đó là không xem hành động này bất hợp pháp. Thì khi đến Đức, nếu giơ ngón tay thối thì có nghĩa là đang vi phạm pháp luật. Ở Đức, ngón tay thối là một điều cực kỳ cấm kỵ. Một người lái xe khác có thể thậm chí tố cáo bạn nếu họ thấy bạn chào họ bằng một ngón tay. Kết quả là bạn sẽ có một thư mời của cảnh sát và đương nhiên sẽ bị phạt tiền. 12. Nhặt được của rơi, hãy treo lên cây. Trẻ em Việt Nam luôn được dạy, nhặt được của riêng, trả người đánh mất và một trong những cách trả phổ biến nhất đó là đem đến cơ quan chức năng để nhờ họ tìm ra chủ nhân của vật bị mất. Nhưng ở Đức, họ lại không làm như vậy. Thay vì đem đến đồn công an hay tự tìm thông tin của người mất thông qua nhiều cách, họ lại treo đồ bị mất trên những cái cây. Điều ấn tượng sau đó là món đồ bị mất sẽ nhanh chóng được tìm thấy chủ nhân của mình. Đây là một trong những thói quen vô cùng độc đáo của người Đức. Theo đó, trong trường hợp anh em vô tình đánh rơi đôi găng tay của mình ở trạm tàu hỏa thì hãy đến ngay các gốc cây tìm vì người nhặt được găng tay của anh em sẽ treo chúng ở đó. Các vật dụng thất lạc được treo trên cây là một điều khá phổ biến trên hầu hết các đoạn đường hoặc các ga tàu điện tại Đức. Đặc biệt là những người dân nước này sẽ không lấy bất cứ món đồ nào không thuộc về mình. 13. Gió từ cửa sổ rất độc. Trái ngược với Việt Nam, chúng ta rất thích mở cửa sổ, cửa chớp để cho nhà cửa thông thoáng. Thì khi sinh sống tại gia đình người Đức, thói quen này sẽ không được phép xảy ra. Bởi vì người Đức không bao giờ mở cửa sổ. Họ quan niệm rằng gió từ cửa sổ thổi vào rất độc và đó là nguyên nhân chính khiến họ dễ bị bệnh. Đây là một tín ngưỡng khá thông thường tại Đức. Họ giải thích rằng gió từ cửa sổ có thể khiến họ bị cảm cúm, hen suyễn hay tất tần tật những bệnh về đường hô hấp khác. Nhiều du học sinh đến với nước Đức khá bất ngờ trước sự việc này nên đã đặt câu hỏi rằng nếu đã không có thói quen mở cửa sổ như vậy, tại sao không bỏ quách cái cửa sổ trong thiết kế của ngôi nhà đi? Đương nhiên là có nhiều cách giải thích cho điều này, nhưng tự chung lại,
mở cửa sổ vẫn là hành động bị cấm ở nước Đức. 14. Người Đức không nhận bất kỳ cuộc gọi, email nào sau giờ làm việc. Không có quốc gia nào trên thế giới lại ưu ái người lao động hơn ở nước Đức. Luật giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của họ quy định rõ. Thời gian làm việc của công nhân không được quá 8 giờ. Đặc biệt, thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm việc chỉ ít cũng phải đủ 11 giờ. Trong suốt 11 giờ này, mọi hoạt động liên quan đến công việc đều là vi phạm pháp luật. Theo quy định đó, không ai được phép làm gián đoạn Feuerwehr, một thuật ngữ có ý nghĩa tương tự với câu làm ra làm, chơi ra chơi của Việt Nam, bao gồm cả chính bản thân người lao động. Đã nghỉ ngơi là phải buông công việc xuống triệt để. Song kể từ khi điện thoại thông minh xuất hiện, quy định này bỗng trở nên bất tiện. 15. Ở Đức, please có nghĩa là yes và thanks có nghĩa là no. Nếu như thế giới đều hiểu rằng please có nghĩa là làm ơn, thì trong từ điển của người Đức, nghĩa là từ này lại biến thành yes, có, vâng. Còn thanks có nghĩa là đồng ý, thì trong tư duy của người Đức lại có nghĩa là no, không. Một ví dụ điển hình để anh em có thể dễ hình dung là nếu người Đức hỏi anh em có muốn uống thêm bia không, thì anh em trả lời là das, thanks, họ sẽ hiểu ý của anh em là no, thanks. Ngược lại, nếu anh em trả lời rằng bitte, please, thì họ sẽ hiểu là yes, please. Tóm lại, nói cảm ơn có nghĩa là không và làm ơn thì có nghĩa là có. Vì thế, khi sử dụng tiếng Đức để giao tiếp với người bản xứ, hãy thận trọng và khéo léo trong vận dụng từ ngữ nhé. Anh em thân mến, hẳn có rất nhiều anh em nghe về Hitler và đội quân Đức quốc xã hùng mạnh bậc nhất trước khi biết tới Đức. Cũng nhiều anh em vì yêu thích những cỗ xe tăng Đức mà tỏ ra thiện cảm với quốc gia này. Dù chỉ thông qua những điều rất nhỏ, nhưng rõ ràng chúng ta đang dần biết đến về nước Đức và muốn đến Đức nhiều hơn. Hãy thử một lần đặt chân tới quốc xã nông thôn này để trải nghiệm những điều mới mẻ, được uống bia thỏa thích hay biết đâu lại được một lần hòa trong đám đông khỏa thân mà không hề cảm thấy ngượng ngùng thì sao, phải không anh em? Còn video hôm nay của Mật Mã Địa Lý xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!